Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết, tình trạng phi công của hãng hàng không Pháp Air France AF đình công nhiều ngày qua khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy, trong đó có các chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Pháp. Việc đình công của phi công AF diễn ra từ ngày 15 tháng 9 và sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Cụ thể là các chuyến bay hợp tác liên doanh codeshare giữa Vietnam Airlines và Air France trên đường bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi Paris, Pháp, cũng như các chuyến bay nối chuyến từ Paris đi châu Âu do Air France khai thác. Theo đó, trong giai đoạn từ 16 tháng 9 đến 28 tháng 9, có 9 chuyến bay không thực hiện được: VN2106 Paris đi thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 16, 18, 25, 27 tháng 9, VN2107 thành phố Hồ Chí Minh Paris các ngày 17, 19, 22, 26, 28 tháng 9 và một chuyến phải lùi thời gian khai thác 24 giờ VN2107 thành phố Hồ Chí Minh Paris ngày 21 tháng 9. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng trên hai đường bay này là hơn 1.000 hành khách. Ngoài ra còn có nhiều hành khách khác nối chuyến trên các đường bay từ Paris đi châu Âu cũng bị ảnh hưởng. Việc hủy các chuyến bay xảy ra trong trường hợp này bất khả kháng. Vietnam Airlines cho biết hãng đang nỗ lực liên hệ với Air France để có thêm thông tin chi tiết về tình trạng đình công và kế hoạch khai thác trong thời gian tới nhằm triển khai phương án phục vụ hành khách phù hợp.